Chào các bạn, mình là Sweetbee đây. Thì mình đã tìm tin trên cái thế giới để vào leo lên của các bạn rồi. Các bạn ơi, đây có tin gì nè? Úi rồi, Ui có mic này các bạn ơi. Hai bạn nữ hay sao vậy các bạn? Úi rồi ơi. Các bạn thấy hành động của mình lạ này các bạn ơi. Lạ chứ, lạ hành động này đã ra đâu. Hình như là đang thiếu người sao các bạn ơi. Thì mình sẽ mời cái thế giới của các bạn này nhá. Ok, trời ơi, yên tâm để mình mời cho nè. Ok, đây có người rồi này các bạn ơi. Sweetbee có mic không? Có chứ, nhưng không mở đâu. Ok, từ xin chơi với nhá. Mình chơi với cả là không mic được không? Ok, không biết là không có mic là có cho chưa không nhở? Trời ơi, sợ là bị không có mic thì bị ghẻ lạnh các bạn, sợ ghê. Ui, và trận này các bạn ơi. Ok, thì bây giờ làm sẽ đợi trận của các bạn này nhá. Chắc là vào trận cũng nhanh thôi. Gặp bác nóc sửng ngay ra đầu thì các bạn ơi. Nhưng mà không có tìm mua keo là sao mà leo nóc được. Trời ơi. Đen thôi, đỏ quên đi. Mình còn đang mang tiết tùy đó chính là cậu thêm 2 bông keo với các bạn để nhiều bông keo hơn đấy. Nhưng mà khá là đen vì gặp mắt nó sửng ngay ở đầu ấy. Thôi thì bây giờ làm cử bản đã nha các bạn ơi. Tí nữa gặp bác khai thanh bo sau nha. Bây giờ là tập trung bản đã nha. Ok, ui dồi, từ vai vừa nói xong. Trời ơi, tập trung đây hả trời. Vai được bản ta đằng sai các bạn ơi, không để ý. Trời ơi, mình đang tham thình quá các bạn. Hình như là team mình toàn gái sao các bạn ơi. Một mình và ba bạn nữa này các bạn. Trời ơi, nhìn tên là biết mà. Đấy các bạn nhìn tên xem. Úi dồi, thì sao bài này bắn như thế nào nhá. Úi dồi ôi. Cũng hơi khó thật bởi vì là có nhiều người cơ sở hơn team mình mà. Thế nên là nó bắt lại được team mình ấy. Rao đầu kiểu như là mình muốn thanh bòi các bạn ơi. Xong ra nhà cái thính thì nó bắn cho vỡ mồm các bạn. Tự chết luôn ấy, trời ơi. Đồ hư. Thì bây giờ là bắn đang hoàn các bạn ơi. Không còn nhờ nữa nha. Ok ok. Lên thôi là các bạn ơi. Mình cũng kiểu hơi rèn cái rao này ấy. Bởi vì là rao này mình chưa có đủ đồ ấy. Súng các thứ kiểu như là vẫn chưa quen lắm. Với cả là mình cũng có linh cảm là sẽ thua rao này tiếp với các bạn ơi. Đó, mình nghĩ là vậy ấy. Từ từ. Đây. Ui, không sao. Ui dồi ôi. Thấy chưa? Ui dồi biết ngay mà. Trước mặt kìa. Ui dồi ôi, không sao. Nói chung là mình chết vẫn còn tin của mình mà. Ui dồi. Chắc là tin mình cũng chết nốt thôi các bạn ơi. Làm sao mà sống được nữa. Mình đoán là bạn này tầm vài giây nữa là chết đấy các bạn ơi, chết hẳn luôn đấy. Nó phải hồi này. Tìm cách mà chạy đi kìa. Ui rồi biết ngay mà. Bốn đứa có sống kia là sao mà trốn được. Nó đi lại gần kìa bạn ơi, mẹ Phương Anh ơi, để ý vào chứ. Từ mình có mở mic đâu, mình nói như thật đấy nhở. Cho nghìn một đi. Ui rồi chắc chắn là chết bạn này rồi. Ok, không ai này các bạn ơi. Không sao, lật kèo nhá. Được rồi, có tiền mua súng mình quen thì các bạn ơi. Thì bây giờ là lên bàn đàng hoàng nhá. Không như vừa nãy đâu các bạn. Bây giờ là phải cẩn thận để còn cánh tim chứ. Trời ơi, cả team mình đang trông cậy ở mình mà các bạn. Ừ, đó. Nói như vậy để cho mình cố gắng nhá các bạn. Ok, mình sẽ cố gắng team nhá các bạn ơi. Úi giời ơi. Nhưng mà ít nhất là mình phải lấy baby nhá các bạn. Đây. Úi giời ơi, ok. Không biết là có gọi là KS không nhờ không. Mình cũng bắn có nhiều đêm mà đều làm KS đâu trời. Ok, đây nữa này, úi giời ơi, ok luôn. Đấy, vừa nói xong mà, mình đã nói rồi. Bây giờ làm sẽ phải đàng hoàng. Úi sợ quá. Đây rồi, có cơ hội cho mình thì là trình độ tanh bo này các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ lo tanh bo nha. Ok luôn. Hình như là bạn đã biết mình sao rồi các bạn ơi. Thời bạn đó kiểu như là cũng có ý định muốn mình tanh bo hay sao rồi các bạn. Đấy. Bạn đó định vị gì kìa các bạn ơi. Hình như là bạn đã biết mình ấy. Thế là cho mình kiểu keo các thứ này các bạn. Nhưng mà mình không có cần đâu. Bởi vì là mình có 5 quả keo rồi ấy, đủ leo rồi đấy. Với cả bây giờ có cần cũng chả nhận được đâu ấy. Bởi vì là full slot rồi mà. Bình thường còn được có 3 quả thôi. Mình đang men cái tiếp tế kia kiểu được hẳn 5 quả các bạn. Thế nên là cũng đủ leo rồi. Ok. Lên thôi là các bạn ơi. Rồi, nói chung là lấy mất cái rao đầu cây phí thôi. Thì bây giờ là mình sẽ gỡ lại nha. Ok. Ít nhất phải có một rao tanh bơ thật là cấp chứ. Đó, ok luôn. Rồi, lên rồi này các bạn ơi. Team mình đang bất lực giao tranh bên dưới các bạn ơi. Còn mình ngồi chơi trên này. Trời ơi. Nhìn bạn kia bị lốc tội vãi quay cứu bạn kia luôn kìa. Úi rồi, chứ cả bạn thứ ba này các bạn ơi. Có bạn đang than là đồng đội đỡ rồi các bạn ơi. Trời ơi tội ghê nhở. Mình ngồi trên này mà cứ phải tìm mình làm gì nhở. Ui bạn đã cho mình máu đấy các bạn ơi. Rất là nhiều máu luôn đấy. Ui dồi ôi. Hình như là bạn lại biết mình đúng rồi các bạn. Chứ bạn ấy mà không biết mình là sao cho mình máu nhiều như thế được đó. Ui dồi ôi. Còn mỗi thằng mà chúng mày chạy ra làm cái gì vậy? Cái bạn nước kia giận cả chém thơ đi các bạn ơi. Trời ơi bạn đó chết xong bạn đó fan này với team này. Nhìn bạn kia đang cố để bàn thắng các bạn ơi. Ui dồi. Bạn kia bị chết phải bị team chửi kìa. Ơ kìa sao nói mình như thế nhở. Trời ơi tổn thương vãi tề. Bạn đó chết xong bạn đó cứ fan này với team đi các bạn. Fan này với cả mình ấy. Trời úi giời ơi chết thì cứ im lặng mà xem mình tanh bo đi. Chiếm ngưỡng mình tanh bo đi chứ. Đừng có fan này như thế nào. Trời ơi kiểu gì cũng thắng thôi. Trời ơi. Cái tình của chúng mày thì không cần phải đi đây để tanh bo đâu. Ơ kìa đam mê của mình mà. Mình thích mình tanh bo chứ. Trời ơi.
gì nhỉ? Bạn đời chết sao vậy, kiểu như cái cú hay sao ấy các bạn ơi, kiểu như là bực mình quá cứ lói tim ấy. Trời ơi, không như kiểu gì luôn đấy các bạn ơi. Ok, để cho bạn đời xem trình độ tanh bô của mình nhá. Mình tanh bô đẳng cấp cái này, phải cái phải lo nhờ, kiểu gì cũng thắng thôi không thua đâu. Trời ơi, đấy thắng là thắng mà, thua là sao được. Không có kỹ năng đến đâu cũng không đến nỗi phải đi tanh bô đâu, tao nói thật đấy. Ui giời ơi, nghiêm túc thế nhờ, ta nói thật đấy, trời ơi. Bạn nói thật thì kệ bạn chứ, việc mình cứ làm chứ, trời ơi. Bị bạn kia phàn nàn sự của các bạn ơi, chừa nha, không tanh bo nữa nhá. Trời ơi, à mà thật ra là có phải tanh bo đâu mà tanh bo chứ, này mà có phải tanh bo vẫn tanh bo tiếp đấy. Kệ cho bạn ý nói chứ, trời ơi, đây đây đây, ui dồi từ, ui ôi, đây đây. Này này, không sao sao, nói chung là bắn vẫn ok thôi, đấy, ui giời ơi, ok luôn, đây 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 đây. Đây nè, chưa từ từ, nó công suất gan từ từ. Ui, tầm gần hướng hiểm ấy kìa. Là sao sao ấy, biết ngay mà, trời ơi. Vừa thấy bóng dáng của nó chạy vào cùng mình các bạn. Cố lên Phương Anh ơi, cố lên bạn. Hay quá, hay quá. Ui dồi ôi, đây là cái bạn cho mình máu với cả là biết mình tanh bo ấy. Ui dồi, bạn này rất là tốt thì các bạn ơi, cho bạn là một like. Map này có thể tanh bo thì các bạn ơi, chả lẽ mà tanh bo tiếp nhở. À mà thôi, cứ bán ra nha các bạn ơi, tính nó khó quá tanh bo sau nha. Bị bạn kia phàn nàn ấy, thế nên là cũng rẻ ăn. Rẻ thật đấy. Ok, cứ bán ra nha các bạn ơi, để xem là địch đâu nha. Đây đây, chích mà từ từ. Thì mình đang mang cái tiếp tế đó chính là ba lô ấy, thế nên không có lượt chạy các bạn. Thế nên là cần nhà vào siêu cấp ấy. Chắc là không cần tới mình tanh bo đâu các bạn ơi. Bán là đủ thắng rồi đấy. Đây đây, này này, úi giời ơi. Ok, còn hai đứa nữa các bạn ơi. Mình nghĩ là không có tanh bo đâu. Team mình còn nguyên 4 người này thì mình nghĩ là vẫn thắng được thôi các bạn. Từ từ. Bạn số 3 bị chết kìa, từ từ. Cũng chưa chắc nha. Sợ nó kiểu như là nó gỡ lại được người so với team mình các bạn. Không khó lắm ấy. Hiện tại là bên này có một người này các bạn ơi. Thì mình nghĩ là không gỡ lại được đâu. Ok, từ bây giờ là mình sẽ tìm nó nhá. Để xem ở đâu nhưng các bạn. Mình nghĩ là sẽ trên này các bạn ơi. Từ từ mình sẽ không công đường chính đâu. Công đường chính là chết đấy các bạn ơi. Thì mình sẽ dùng chiến thuật leo tường nha. Chứ mình không nên công đường chính. Rồi thì leo nha các bạn ơi. Đi đường chính là nguy hiểm lắm đấy. Ok luôn, lên hẳn trên máy nha. Đó, trời ơi, đấy. Nhiều keo để làm gì? Để leo tường, để bay nhảy cho thích các bạn ơi. Đây đây, đây biết ngay mà. Ui dồi ôi, vai nào đứng im thế mình bắn không về đâu. Này, dỗi thế nhờ, vậy đều là ngon rồi đấy. Đấy này, ui dồi ôi, lập chứ là vẫn chết đấy. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong video. Đó chính là test thử cái tiếp tế. Đó chính là ba lô mang 5 quả keo với cả là đi leo đây cùng team thế giới các bạn ơi. Nhà bất ổn quá ấy. Các bạn kia, bạn ấy kiểu phàn nàn ghê quá vì mình đánh bò ấy các bạn. Trời ơi, hài hước vãi. Ok, chắc bây giờ là mình sẽ dừng video nha. Và nếu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bật chuông ký để nhớ thu ra video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các video theo nha. Bye bye. Tuy là mình tanh bo nhờ vẫn nhiều kim nhất team này, các bạn kia có phàn nàn gì nữa nhờ.